Cùng với các nước phương Tây, Mỹ ngày hôm qua tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Động thái mới nhất này của Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Nga. Theo đó, trong bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố vào ngày hôm qua, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp cho Ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng, cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự với tổng trị giá lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Đây là gói viện trợ thứ ba của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy 3 tuần. Hai gói viện trợ trước đó được công bố vào cuối tháng 4 vừa qua, tổng trị giá 7 tỷ đô la Mỹ. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết là gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ukraine. Phản ứng về gói quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ của Mỹ, ngày hôm nay, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng chính quyền Mỹ đã trốn tránh trách nhiệm về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự ở Nga và quyết định của Mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở Ukraine không có hồi kết.